Ê, Âu Dương tiên sinh, mọi người về rồi sao? Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Âu Dương tiên sinh, mọi người cứu hoàng thượng khỏi nguy nan, đúng là phúc của Đại Thanh. Xin nhận banh băng một lại. Ê, hay chuyện có gì đâu, là chuyện mà tôi nên làm thôi. Âu Dương tiên sinh, mời mọi người ngồi. Được. Nào. Âu Dương tiên sinh, chuyến đi này của tất cả mọi người có thể thu phục được Sát Hà Nhĩ Dương, đúng là khiến mọi người cảm thấy rất vui. Đúng là như vậy. Đáng tiếc Thu Quan có chuyện để làm, không thể cùng với Âu Dương tiên sinh. Hương chủ huynh và Như Sương cũng làm chuyện ý nghĩa, thật không được chút nào. Sao mọi người lại không nói cho tôi biết chứ? Nếu như tôi sớm biết được thì nói thật nha, không cần phải dùng tới nhiều người như vậy. Chỉ cần một mình Hoàng Thiên Bá này thôi có thể tự bắt được cái tên Sát Hà Nhĩ Dương đó. Hey, đại nhân nghe kìa. Hey, ý của nấy là mấy người chúng tôi là thứ bỏ đi, chỉ mình của nấy là được rồi, có phải không hả? À, đúng đó Thiên Bá, làm người phải khiêm tốn, đừng khoa trương quá. Phải. Âu Dương tiên sinh, Thiên Bá thích nói đùa, có điều ta suy nghĩ nếu như thật sự có thể thêm Thiên Bá và cả Thu Quan giúp đỡ mọi người, lúc đó có thể tăng thêm lực lượng cho mọi người rồi, có phải vậy không? Chắc chắn rồi, nhưng mà lần này tôi hy sinh nhiều nhất đó. Sao lại nói như vậy? Mọi người nghĩ coi, suốt ngày tôi phải nhìn sư muội bị tên Sát Hà Nhĩ Dương đó ôm ấp ấp, trong lòng của tôi không thoải mái một chút nào. Đúng đó, nhị sư huynh, sao lại nói là huynh hy sinh nhiều nhất? Nếu mà nói như vậy thì muội mới là người hy sinh nhiều nhất mới đúng nè. Muội không những ngày nào cũng phải cùng tên Hà Nhĩ Dương đó chàng chàng thiếp thiếp, còn phải giả dạng làm cái gì mà đất phi, người ta vẫn còn là tiểu cô nương chưa xuất giá mà. Cũng đúng ha. À, đúng rồi đại nhân, Nghiêm công công bây giờ sao rồi? Nghiêm công công hiện tại sức khỏe rất tốt, bấy lâu vẫn luôn được Thu Quan và Bành Hưng chăm sóc. Hoàng thượng có chỉ, nếu như Nghiêm công công đã bình phục lại rồi, hãy lập tức hồi cung phục chức. Người trung nghĩa như ngày ấy nhất định phải được phong thưởng. Ừ, đúng vậy. Đại nhân, còn về vụ án ngài điều tra tới đâu rồi? Mọi chuyện là như vậy. Âu Dương tiên sinh, đối với vụ án này cậu cảm thấy thế nào? Đại nhân à, tôi cảm thấy cách nghĩ của hai chúng ta thật sự rất giống nhau. Tôi sẽ không nói ra đi, hay là chúng ta viết lên trên tay đi, thấy sao hả? Được. Âu Dương tiên sinh, cậu đúng là kỳ tài thật đó. Tôi chỉ cho cậu biết sơ sơ về vụ án thôi, mà tiên sinh đã đoán ra được 8-9 phần rồi. Đại nhân, người ta hay nói làm chuyện xấu sẽ chột dạ, giống như vụ án mê hồn trăm thôi, nhất định sẽ có kẻ hở. Có điều hiện nay tất cả chúng ta thiếu chứng cứ có hiệu lực nhất. Ngoài cần có chứng cứ ra, còn có một điểm, đó chính là tại sao Tô phu nhân lại bảo chị cô ta. Nếu vậy thì phải đi hỏi người mà huynh cứu rồi, chúng ta hỏi thử xem sao. Được. Người đó được Âu Dương tiên sinh chữa trị cho, giờ vết thương cũng đã đỡ nhiều rồi, để tôi đi gọi. Được. Tuy rằng bình thường cô tôi đối với hạ nhân rất tốt, nhưng mà tôi cũng thấy cô tôi đối với cô ta có phần tốt quá mức. Huynh xem, không chỉ cho quần áo mà còn cho châu báu nữa. Vậy huynh cảm thấy dụng ý của cô huynh là gì? Theo lý mà nói, cho một nha hoàn nhiều đồ như vậy, không lẽ muốn nạp thêm thiếp cho cô phụ? Hả? Ông ta cũng đã có 3 thê tử rồi, còn muốn cưới nữa sao? Ê, thật là quá đáng mà. Đừng có làm phiền, tiếp tục đi, nói đi. Không biết giữa hai người có dây dưa gì, chỉ cần biết rõ lý do sẽ dễ giải quyết. Ồ, đại phu nhân có phải là cô ruột của huynh không? Phải, là muội ruột của cha tôi. Được rồi Thiên Bá, vậy làm phiền huynh một chuyến. Huynh hãy đi hỏi coi cô huynh có phải bãi giấu giếm chuyện gì nữa không? Chỉ có điều, tuy tình cảm giữa tôi và cô trước nay rất tốt, nhưng dù sao cũng là trưởng bối của tôi, nên có một số chuyện tôi thật sự rất khó mà mở lời. Nè, nghe ta nói, chuyện này rất kỳ lạ có phải không hả? Chúng ta cứ làm vậy đi, đảm bảo có thể điều tra ra được thôi. Hey, đại nhân, vậy đi, về chuyện này thì cứ để ba huynh muội chúng tôi lo được rồi. Không hay rồi, đại nhân. Hả? Thu Quang, có chuyện gì? Người đó chạy mất rồi. Ai chạy mất? Âu Dương Tiên Sinh. Tôi biết rồi. Vậy chúng ta mau đi thôi. Đại nhân, cáo từ. Thu Quang, nếu như chuyện này mà làm không được tốt, sẽ liên quan tới mạng người. Tôi hiểu rồi. Xem ra mình phải đi gặp cô mẫu, tìm hiểu một chút mới được. Ê, ở đây đợi ta, ta sẽ về ngay. Ê, sư huynh, sư huynh. Thì ra là chạy tới Tô gia. Nhị sư huynh, chúng ta ngồi đây uống trà, sợ đại sư huynh tìm chúng ta không ra. Huynh ấy thấy chúng ta không có ở đó, sẽ tới đi tìm thôi. Ê, đại sư huynh, sao huynh về nhanh vậy? Lợi hại quá. Nè, uống chén trà đi. Ta đứng đó đợi rất lâu, không biết hai người đã đi đâu. Huynh kêu mọi người đứng đó đợi, nhưng mà không có chuyện gì làm, cho nên muội mới kêu nhị sư huynh đi uống trà với muội. À đúng rồi, lúc nãy huynh chạy tới Tô gia sao? Không sai. Chút nữa ta còn phải về đó ôm cây đợi thỏ. Có một việc để không thể hiểu. Hả? Tô phu nhân sao lại bảo vệ Nguyệt Nhi như vậy? Thật ra muội cũng cảm thấy Nguyệt Nhi rất tội nghiệp, từ sáng tới tối bị bà Hồng Diễm đó vừa đánh vừa mắng. Tô phu nhân thương cô ấy thì cũng đâu có gì lạ đâu. Đúng, nhưng mà huynh thấy đó chỉ là nguyên nhân bên ngoài thôi. Con nổi tình thật bên trong, để nghĩ Bành đại nhân sẽ hiểu rõ hơn mình. Bành đại nhân quả thật thông minh, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt ngài. Muốn phá vụ án này vì sự nghiêm trọng của nó, ta phải đi làm một việc trước. Hương Vũ, đệ hãy... Đệ đã hiểu rồi, đệ sẽ chạy giúp cho huynh một chuyến vậy. Chúng ta đi. Được. Mua đi, mua đi, mua bán kiếm nè. Mua đẹp, mua bán. Xin mời. Rẻ lắm nè. Hồ Điệp, tỷ thấy mượn đem bộ đồ này tới cho tôi quan giùm ta nha. Ta về trước đi. Hả? Ý. Tại sao chứ? Cổ nương à, tỷ là một hiệp nữ, tặng bộ đồ thôi mà cũng sợ sao? Ta cả đời ta chưa làm chuyện này bao giờ. Ta thấy rất là ngại. Sao phải ngại chứ? Khó khăn lắm tỷ mới may từng đường kim mũi chỉ thức mấy đêm mới xong, đương nhiên phải đưa cho huynh ấy rồi. Được thôi, nếu tỷ đã không muốn tặng, vậy chúng ta tới tiệm cầm đồ phía trước, đem nó đi cầm, lấy chút tiền, ăn một bữa thật ngon. Ê, đừng mà. Muội thiệt là xấu quá đi. Muội xấu sao? Muội đang giúp tỷ mà. Ê, được rồi, mau đi thôi. Dù gì con dâu xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng mà. Ủa? Cha, sao trùng hợp vậy? Âu Dương Đức. Ê, hai người đang làm gì vậy? Đó là cái gì? Chúng tôi đang chuẩn bị đem bộ đồ này tặng cho... quần áo. Tặng cho ai vậy? Tặng cho... Mình phải thử xem Âu Dương Đức này có thật lòng với mình hay không. Hay là mình sẽ nói như vậy. Sao đây? Tặng cho ai bộ không tiện nói ra sao? sao huynh lại muốn biết chứ? Ta chỉ hiếu kỳ thôi, nếu không muốn nói ra thì thôi. Ta chỉ nghĩ trùng hợp là chúng ta đã lâu rồi không có uống rượu, uống vài chung đi. Uống rượu? Hồ Điệp, hay là muội đi đi, bây giờ ta sẽ về trước. Ê đừng, Cửu Nương hãy đi cùng đi. Hay là hôm nay đừng có đi nữa, chúng tôi có việc phải làm. Chúng tôi phải đi tặng đồ cho người ta. Tặng đồ sao? Vậy ta càng hiếu kỳ, đồ của muội rút cuộc tặng cho ai? Hoàng Thiên Bá. Tặng cho Hoàng Thiên Bá hả? Vậy số đồ này là muội đích thân làm đó. À, đích thân làm cho Hoàng Thiên Bá luôn sao? Dạo trước ở dịch quán, muội thấy buồn quá, không có gì làm, cho nên muội mới nhờ Cửu Nương dạy muội may quần áo. Bộ đồ này muội tỉ mỉ từng đường kim muội chỉ đó. May xong rồi, muội đặc biệt thấy nó thích hợp với Hoàng Thiên Bá. Tốt quá, từng đường kim muội chỉ đích thân làm sao? Hoàng Thiên Bá thân hình cũng không tệ ha. Hoàng Thiên Bá đang ở chỗ Bành đại nhân đó. Đi mau đi, tới trễ quần ấy đi mất à. Ha, tặng cho Hoàng Thiên Bá. Vậy đi đi. Vậy sau này uống rượu sao nha? Được, được. Sao muội lại lừa hắn? Lừa sao? Đâu có, muội chỉ muốn thử quần ấy thôi mà. Thử thôi sao? Muội không thử thì sao biết được trong lòng huynh ấy đang nghĩ gì? Muội đó, bình thường nhìn muội rất mạnh mẽ, không ngờ là khi đụng tới chuyện tình cảm lại sợ tới như vậy. Muội sợ cái gì chứ? Muội không thử huynh ấy thì làm sao biết huynh ấy thích muội cỡ nào? Người trong cuộc thì mù quáng. Bình thường ta thấy Âu Dương Đức cứ cười cười nói, không một chút đàng hoàng. Nhưng mà ta thấy mỗi khi hắn nhìn muội, từ mọi biểu hiện cũng như ánh mắt, không đơn giản chỉ là thích thôi đâu. Vậy còn gì nữa? Đó là yêu. Yêu? Rõ ràng là đang nói chuyện của tỷ, sao tự nhiên lại nói tới muội chứ? Tỷ tưởng để tặng đi. Hồ Điệp, tìm tôi sao? Có chuyện gì? Thật ra người tìm huynh là tỷ ấy. Cô về rồi hả? Bây giờ nhìn kỹ cô rất khác so với trước. Thì đương nhiên rồi, huynh không cảm thấy Cửu Nương của ta đẹp hơn lúc trước hay sao? À đúng rồi, không phải cô cùng Phúc Quận Quang đi kinh thành hay sao? Đúng vậy, không chỉ có tôi, Hồ Điệp cũng đi cùng. Phải, lần này hả? Chúng tôi lưu minh cạnh hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng. Thật sao? Lần cứu giá này cả hai người là công thần rồi. Công thần gì mà công thần? Giống như bình thường, chúng tôi ở trên giang hồ thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Lần này có thể bảo vệ hoàng thượng, chúng tôi cũng rất vui. Đúng rồi. Vậy ngoài chuyện này ra, có còn chuyện nào quan trọng muốn nói với tôi hay không? Lần này chúng tôi tới, thứ nhất là muốn cho huynh biết chúng tôi đã trở về. Sau này, huynh có thể tới tìm Cửu Nương uống trà ăn cơm, cùng nói chuyện. Thứ hai thì... Nè, muội nói những chuyện đó làm gì? Muội không nói chuyện đó thì tới đây làm gì? Lý do thứ nhất tôi biết rồi, còn thứ hai là gì? Thứ hai đó là Cửu Nương có món quà muốn tặng huynh. Mau lên đi. Tay nải hả? Mau mở ra xem đi. Là quần áo phải không? Sao Quỳnh biết được trong đó là quần áo? Bởi vì mấy ngày trước Châu Nhi cũng may một bộ đồ cho tôi. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi chỉ muốn nói Châu Nhi mấy ngày trước Hồ Điệp, nếu như đồ đã tặng rồi, ta không còn chuyện gì nữa. Chúng ta đi thôi. Nè, cổ nương. Cổ nương. Con người Quỳnh sao ngốc như vậy? Quỳnh có biết là buổi sáng cổ nương phải bảo vệ hoàng thượng, ban đêm lại không hề chợp mắt. Tỷ ấy thức suốt đêm làm gấp bộ đồ này cho Quỳnh. Là một người cầm đao cầm kiếm, vậy mà vì muốn may bộ đồ này, tỷ ấy đã bị kim đâm chảy máu đầy tay. Tôi biết mà. Quỳnh biết rồi, Quỳnh biết mà còn nói người con gái khác tặng đồ cho Quỳnh. Đây rõ ràng là nói Quỳnh không thích đồ cổ nương tặng. Không phải như vậy đâu. Tôi không có ý đó. Chỉ là trùng hợp. Hai ngày trước Châu Nhi cũng tặng tôi một tay nải, có bộ đồ giống y như vậy, cho nên tôi buộc miệng nói ra thôi. Vậy bây giờ tôi hỏi Quỳnh, trong lòng Quỳnh rốt cuộc là thích người chủ nhân đã tặng bộ đồ hôm nay, hay là chủ nhân tặng bộ đồ hôm trước? Tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, tôi trân trọng người hôm nay tặng đồ cho tôi.